Thưa quý vị, dự án cải tạo đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn được triển khai thi công từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, phân đoạn 1 có 3,8 km. Đến nay đã hoàn thành thảm bê tông nhựa hơn 1,2 km, lắp đặt giải phân cách và thông xe đoạn từ nút giao đường Bùi Quốc Hưng đến ngã ba đường Bình Thang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Tuy nhiên, đoạn đường còn lại khoảng 2,6 km kéo dài đến nút giao Võ Văn Kiệt thì đang vướng mắc vì lữ đoàn 575 chưa di dời cáp quang hoàn trả mặt bằng. Ghi nhận của phóng viên thời sự vào sáng nay. Qua 6 tháng triển khai dự án cải tạo đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn theo giải pháp thiết kế tháo dỡ toàn bộ hiện trạng giải phân cách biên và thảm bê tông nhựa phần mặt đường mở rộng để tăng bề rộng đường gom, bố trí giải phân cách biên mới bằng cấu kiện bê tông, cốt thép lắp ghép, hạ tầng ngầm các hố ga hiện trạng trên giải phân cách biên, di dời hệ thống điện chiếu sáng và các công trình hạ tầng khác. Đến nay, đơn vị thực hiện gói thầu thi công xây lắp là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545 đã đào được 1,7 km nền đường, trải cấp phối đá dầm hơn 1,4 km mặt đường và thảm bê tông nhựa hơn 1,2 km, lắp đặt giải phân cách và thông xe đoạn từ nút giao đường Bùi Quốc Hưng đến ngã ba đường Bình Thang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Hiện nay là công trình đã triển khai thi công được 1,2 km trên 3,8 km là đó hoàn thiện thảm nhựa và lắp đặt cái giải phân cách. Hiện tại nhà thầu đang tiếp tục triển khai đào nền và thi công lớp nền mặt đường. Mặc dù các công ty xây lắp trên thủ thời gian để nhanh tiến độ hoàn trả mặt đường trong mùa nắng nóng, nhưng các đơn vị thi công đang gặp khó khăn do vướng hệ thống cáp quang của lữ đoàn 575 còn nằm dưới lòng đường nên mọi hoạt động phải dừng lại chờ lữ đoàn 575 di dời hệ thống cáp quang đi nơi khác. Hiện nay vướng mắc của nhà thầu là do lữ đoàn 575 chưa bố trí lắp đặt ống và hoàn trả hố ga để nhà thầu đẩy nhanh công tác hoàn trả mặt bằng và thẩm nhựa để bàn giao sớm công trình để vào sử dụng. Được biết, dự án cải tạo điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn có tổng chiều dài 7,84 km với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng đang được triển khai thi công. Theo tiến độ dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2021 để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và hỗ trợ cảng Đà Nẵng giải phóng nguồn hàng về cảng, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho nhân dân, góp phần ổn định phát triển đời sống của nhân dân hai bên tuyến.